Rồi, xin chào mọi người nha. Lâu quá rồi không lên video mọi người ơi. Thế lại mình bữa nay mình đi thăm cái máy lợp ếch. Cũng lâu rồi mới đi đặt lại lợp ếch. Nay mình cũng đặt lại thử coi nó sao. Lúa thì cũng lên rồi, sắp sửa chỗ hết trơn mọi người. Thấy cũng đi ếch cũng nhảy quá trời. Nay mình hồi chiều hôm qua mình có đi đặt lại thử mười mấy cái gì đó. Bây giờ thì sáng nay mình đi thăm, không biết là đặt lại được thành quả đó nhiều hay không đây nữa. Lâu rồi mới đi xách mấy cái lợp ếch giờ đặt. Giờ lúa nè sắp sửa chỗ hết trơn rồi, cũng chắc cũng 2 tháng hay gì rồi. Giờ thì mình đi thăm mấy cái lợp ếch của mình, cũng có mấy cái ở trong cái miếng đất này nè. Đất này giờ ta bỏ hoang nè, trong đây mình đặt mấy cái coi có ếch nái không. Hôm nay trời cũng gần Tết, sáng đi còn hơi lạnh lạnh, mùa xuân quá mọi người ơi. Đây cái bọt hôm qua nó làm dấu nè, cái đầu tiên. Ui, đây mình đặt cái này mà chúng ít nái này. Rồi chút quất rồi. À, có mọi người, được con một con cũng khui đầu tiên cũng có lý. Hôm qua mình đặt đây, mình bỏ vô cái vỏ luôn mọi người ơi. Có con nào mình bắt, có con nào mình xào con đó luôn, ếch bự nha, ếch bự nha mọi người, chứ không phải bỏ cá luôn. Ồ, mấy cái này để lại luôn, quên đem theo cái ấy. Để lại về mình chút ra, chắc mình lấy mình đặt lại cho mọi người. Cái đầu tiên, ok. Đầu tiên nhín được một con, thấy cũng có lý. Đây cái thứ hai, hui rồi, cái thứ hai chất quất rồi. Quất gì vậy anh Hương? Rồi cái này nước vô ngập luôn mọi người, có ếch cũng chết luôn rồi. Không có luôn, rồi nước ngập luôn rồi. Lâu không đặt, mình đặt lại thành quả mấy cái này chất quất hết mấy cái. Đây cái nè mọi người, có đó đó đó, đây 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 đây, đây. 2 con ruộng lúa, 2 con bắt ra luôn mọi người. Ếch cũng bự,
con lớn con nhỏ mọi người. Hai con. Dịch ở trong, dịch ở ngoài, dịch dịch vịt vịt chứ không phải lộn, cá chăn chú vịt. Rồi hai con thấy yên. Ủa ba con. Thôi đã chưa, ba con luôn mọi người. Mấy cái trong vườn nữa, đặt mấy cái ba con, ba cái luôn, ít bự nè mọi người, đây con, ít bự. Chăn bị dịch. Đây ta trồng cải này, làm dưa Tết nè. Dưới quê mình gần Tết hay trồng cải, làm dưa cải Tết. Rồi với lại cái gì ta, làm mứt, mứt bí đồ này kia đồ. Trồng đại mày ruộng. Có hai con, hai con bự bự thôi. Hai con ếch bự bự không mọi người, nói chung không phải là ếch nhỏ giống như đợt trước mình đặt 10 cái nữa thôi, hơi bự bự mà mấy con là thấy nó nặng này. Mấy bò lứa rồi hay có lý hơn ở trong cái vườn á, ở trong vườn á. Có không có luôn, trời ơi gì mà tung tung là cái gì tung. Trời. Không vô trời ơi. Chút quốc luôn mọi người ơi. Thấy không ổn rồi. Khui. Hai con, hai con.
Rồi ba con ra hết con rồi. Tự nhiên nó ra hôm mọi người. Còn hai con à. Hết rồi nhỏ. Ba con. Giờ còn có hai con. Để nghiêng cái nó nhảy cái được. Để cái hôm nghiêng nằm xuống á. Hai con à. Giờ còn hai con, bắt hai con. Đi phải coi cẩn thận mới được. Đang cái mọi người. Có. Có mọi người. Hai con. Hai con đó mọi người. Rất là nhỏ ta. Sợ ớt mà lại nhỏ quá. Hai con. Hơn luôn. Rồi, ba cái, mình bỏ cái vỏ ở đây. Cái vỏ, mình xách cái vỏ đựng ớt thôi. Như vậy đây. Mình còn ba cái nữa. Đâu cô không nhớ nữa. Như này. Ấy cũng có ký đó mọi người. Nhưng ít đâu. Cũng ký ít đó nha. Ủa. Đặt ở đâu ta? Ui. Đây mọi người. Khui. Khui. Có. Rồi. Cái này có mọi người ơi. Một con bành chi. Y. Một con cũng trọng mọi người. Nha. Bắt nó về. Ốp bự luôn đó chứ. Ốc này bự rồi nha. Vô. Lọt để đây đi. Hỏi chứ lại lấy. Còn hai cái nữa. Nó không được nhiều. Ít bự. Trọng trọng cũng có mọi người. Vô đây cái dưới đây cái nè mọi người. Nè dưới mưa bò. Còn mang dép không mọi người. Trung Quốc vậy. Trời ơi.
cái mọi người. Rồi chết quá luôn. Mình thăm ba cái cuối cùng thì dính được có một con à. Như đây được cái ít thôi mọi người. Ít bự bự. Trọng trọng. Bự có, trọng trọng có. Nói chung là cũng kiếm ăn được. Lâu rồi không có đặt. Giờ đặt lại thì thấy như đây cũng ok rồi mọi người. Tưởng đâu không có ếch nữa chứ. Rồi mình cũng xin tạm dừng kết thúc video đây luôn nha mọi người. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video và ủng hộ mình nha. Bye bye. Xin chào mọi người nha.